Chào các bạn, mình là Lộc, mình là kỹ thuật viên của công ty âm thanh Dung Chính. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối bộ thu của toa VKT5810 và bộ phát VKM5325 kèm theo bộ mic IP5310. Bước thứ nhất, ta sẽ cắm nguồn vào bộ thu. Và sẽ bật nguồn của bộ thu lên. Bước thứ hai, ta sẽ chuẩn bị dây tín hiệu và cắm dây tín hiệu từ bộ thu sẽ vào âm ly. Và đầu đực ta sẽ cắm vào âm ly. Bước thứ ba, ta bắt đầu lắp pin. Ta sẽ lắp đúng chiều âm và dương của bộ mic 5325. Ta sẽ đóng nắp lại. Tiếp theo, ta sẽ cắm mic cho bộ phát 5325. Các bạn nhớ là vặn chặt cái này. Ta sẽ tiến hành bật mic lên. Sau đây chúng ta cùng thử âm thanh. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo, alo. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn điều chỉnh tần số của bộ mic. Trước tiên thì ta sẽ điều khiển trên bộ thu. Thứ nhất, tay ta sẽ giữ vào chữ set trong vòng 3 giây. Khi nào bắt đầu nháy thì ta sẽ nhấc cái tần số này đến một tần số nào đó. Ở trên bộ thu này thì nó sẽ có là 16 tần số. Ta ví dụ ta sẽ nhấc lên tần số số 3. Từ 3, 4, 5, 6. Ta muốn giữ một tần số nào đó thì ta sẽ giữ cố định lại, thì ta lại ấn chữ set. Như vậy ta đã điều chỉnh xong cái bộ thu. Chúng ta bắt đầu mở nắp. Chúng ta sẽ dùng một cái dụng cụ của nhà sản xuất cho để điều khiển. Phần băng tần ta giữ nguyên. Phần channel ta sẽ vặn về số 6. Sau khi điều chỉnh tần số xong thì ta sẽ đóng nắp và bật nguồn. Khi bộ thu lên đèn vàng thì hai thiết bị đã nhận nhau. Một số lưu ý khi sử dụng bộ mic không dây toa. Lưu ý thứ nhất là điều chỉnh đúng tần số. Lưu ý thứ hai là điều chỉnh âm lượng sao cho phù hợp nhất, không bị hú. Và lưu ý thứ ba là tháo pin ra khi không sử dụng. Vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn kết nối bộ mic không dây của toa VKT5810, VKM5325 kèm theo bộ mic IP5310. Xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.